Xin chào quý vị các bạn và bà con. Hôm nay công ty Thế Giới Máy sẽ cùng quay test sản phẩm cho bà con. Đây là máy băm cành cây Takio TK65. Hãy cùng theo chân kỹ thuật viên của chúng tôi để biết được cách sử dụng và khởi động máy nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ bật công tắc của động cơ. Sau đó chúng ta tiến hành kéo e gió về phía bên trái. Và chúng ta tiến hành giật.